Hai mọi người, hôm nay mình đi một vòng quanh chợ hoa ở Sài Gòn để tìm một chợ hoa ưng ý về trưng Tết. Đấy, đi thoáng qua đây thì chủ yếu thấy hoa đào với hoa cúc. Hoa đào năm nay quá đẹp. Có thể là do năm nay thời tiết lạnh hơn mọi năm nên hoa đào rất đẹp. Nhưng mà không thấy hoa mai. Nhưng thế cây hoa đào quá đẹp, búp nổ ra như thế này về mình trưng đến ngày mùng 1 mình nở là vừa. Hoa đào năm nay là đẹp tuyệt vời. Các mọi năm hôm nay mình còn thấy ở đây có những cây đào thế đẹp kinh khủng luôn. Cây bưởi cảnh này quá đẹp luôn, trái vàng sum suê quá đẹp. Đào năm nay về nhiều, mình thấy phong phú về chủng loại và nở rất là đúng dịp. À, đây có cả quất, hay trong miền Nam gọi là tắc nữa nha các bạn. Các chậu cúc siêu to, siêu khổng lồ, tuyệt đẹp.